kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, mới đây trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng xảy ra một vụ tra dượng bảo hành dã man con trai riêng 6 tuổi của vợ gây bức xúc dư luận. Chi tiết ra sao, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nghe sau đây. Công an tỉnh Sóc Trăng có báo cáo đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả xác minh xử lý ban đầu vụ bảo hành trẻ em trên địa bàn. Nghi phạm của vụ án là Nguyễn Hoàng Vũ, 41 tuổi, trú tại ấp Trần Minh Quyền, xã Ngọc Tố. Nạn nhân là cháu NTH, 6 tuổi, con riêng của vợ Vũ, Công an xã Ngọc Tố nhận được thông tin cháu hát bị vũ bạo hành nên tổ chức xác minh làm rõ. Qua điều tra được biết là trước đây có chung sống với NTN nhưng không đăng ký kết hôn và sinh được bé H. Sau đó là kết hôn với Vũ, hiện đã có hai con. Tại cơ quan chức năng, Vũ thừa nhận nhiều lần bạo hành, gây thương tích với cháu hát bằng nhiều hình thức. Vũ khai vào tối ngày 21 tháng 4, sau khi đi nhậu về, Vũ dùng dao gây thương tích ở ngực phải, bảo vai trái của cháu hát Trước đó, Vũ đã 5 lần dùng điếu thuốc lá đang cháy châm vào nhiều vị trí trên cơ thể của cháu Hát như là mặt, đùi, háng. Ôm cháu Hát quăng xuống để xi măng khiến cháu bị sưng nề ở vùng đầu. Các vết thương khác trên người của cháu Hát thì Vũ khai do bất cẩn nên làm đổ nước sôi gây bỏng. Về nguyên nhân hay đánh cháu Hát, Vũ khai do uống rượu nên tức giận cháu Hát do cháu lì hay đánh con của Vũ và Lờ. Riêng mẹ ruột là chị Lờ lúc đầu không hợp tác với cơ quan chức năng. Nhưng qua đấu tranh, chị là thừa nhận biết Vũ bảo hành cháu Hát nhưng không trình báo công an địa phương. Theo chị Nguyễn Thị Thúy An, dì ruột của cháu Hát, trước đây cháu Hát sống ở bên ngoài ở xã Ngọc Đông, huyện Mỹ Tú. Gần đây, cháu theo mẹ vài chai dượng về xã Ngọc Đố sinh sống. Người thân của cháu không hề hay biết việc trai dượng hành hạ cháu ra man như vậy. Kết quả giám định tỷ lệ thương tích của cháu Hát là 9%. Hát được cơ quan chức năng giao cho cậu ruột và một người bà ở xã Ngọc Đông, huyện Mỹ Xuyên chăm sóc. Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin cảm ơn và hẹn gặp lại